Tiếp tục chương trình là những thông tin nông nghiệp nông thôn đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 28 trên 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Từ nay đến cuối năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu có thêm 7 xã được công nhận nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 34 xã. Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng nguồn vốn huy động chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 31%. Từ nguồn vốn này, các xã nông thôn mới tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, làm đường giao thông nông thôn, đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu có thêm 7 xã được công nhận nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 34 xã. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư ưu tiên nguồn vốn cho các xã nông thôn mới. Các huyện thị xã cần ra soát lại các tiêu chí chưa đạt để tập trung thực hiện, đồng thời đề xuất những công trình cần bố trí vốn trình Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí.